và gần ID Bus sẽ được ra mắt tại Mỹ vào cuối năm 2023. Volkswagen sẽ giới thiệu phiên bản sản xuất của ID Bus được chờ đợi từ lâu. Một sự tái sinh bằng điện của Microbus hoặc Combi yêu quý của họ vào ngày 9 tháng 3 và dự kiến ra mắt nó tại Hoa Kỳ vào cuối năm 2023, công ty cho biết vào thứ Sáu. Các ID Bus là một trong những được mong đợi nhất và thổi phồng nhất mô hình dự đoán từ Volkswagen thương hiệu kể từ khi công ty đưa ra Beetle mới của mình vào cuối năm 1990, Scott Kelly, người đứng đầu khu vực Bắc Mỹ của Volkswagen, cho biết trong một cuộc gọi truyền thông. Giám đốc điều hành Volkswagen Herbert Diess đã tweet vào thứ Năm, huyền thoại trở lại vào ngày 9 tháng 3 năm 22. Dòng tweet có một bản phác thảo về hồ sơ của xe van ID Bus. Volkswagen đã trưng bày một loạt nguyên mẫu cho một chiếc microbus mới trong thập kỷ qua. Nhưng những chiếc xe trưng bày trước đó, Bus E và Bully, không bao giờ được sản xuất. Trước sự thất vọng của những người hâm mộ chiếc xe này, Keogh nói rằng phiên bản 3 hàng ghế của ID Bus sẽ ra mắt tại Hoa Kỳ, nơi chiếc xe buýt nhỏ ban đầu đã trở thành biểu tượng của nền văn hóa phản văn hóa vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Volkswagen sẽ ra mắt phiên bản 2 hàng ghế ở châu Âu. Volkswagen không có kế hoạch chế tạo ID Bus tại nhà máy ở Chattanooga của Mỹ. Bạn muốn đạt được 100.000 đơn vị trước khi bản địa hóa, Keogh nói. Volkswagen sẽ tăng cường sản xuất mẫu SUV chạy điện ID 4 của mình tại Chattanooga trong năm nay. Đầu ngày thứ Sáu, Volkswagen cho biết doanh số bán xe thương hiệu VW của họ tại Mỹ đã tăng 15% trong năm 2021, chủ yếu nhờ doanh số bán xe SUV chạy bằng xăng như Atlas và Tiguan tăng mạnh. Keogh cho biết, tình trạng thiếu xe do các vấn đề trong chuỗi cung ứng chip sẽ tiếp tục hạn chế việc sản xuất và bán xe tại Hoa Kỳ cho đến năm 2022. Ông cho biết ông tin rằng có tới 2 triệu người mua ô tô tiềm năng đã không mua xe vào năm 2021 vì thiếu nguồn cung, tạo ra nhu cầu bị dồn nén cho năm nay và hơn thế nữa. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.